thật nữa. Dạ quá ha. Thôi ơi, nè chết. Nhất trưa này mọi người đâu hết rồi? Thạch Thiên Nguyễn là ai đây? Rinh Hiếu Nguyễn, Xuân Lê Nguyễn, David Trần, Đạt Linh. Mọi người đâu hết rồi? Thả tim cho tôi đi, tôi nói này cho nghe nè. Lẹ lên. David Trần ơi. Có mấy cái này. Rồi đây tôi sẽ tâm sự với quý vị ha. Dương Bảo, Thu Trang, Rồng Già. Lâu gặp Rồng Già quá. Đạt Linh 10. À, lâu gặp Rồng Già quá, nghe Rồng Già ơi, lúc này làm ăn thế nào rồi hả? Làm ăn làm sao? Để mọi người vô đông đông đi, ai thả tim đông đông đi, mình nói chuyện này cho mà nghe nè. Có chuyện này hay lắm, thông báo cho tất cả mọi người nghe, nếu mà mọi người không nghe được là đừng bao giờ hối hận. Nếu mà mọi người mà không chịu nghe cái chuyện này thì mọi người đừng bao giờ ân hận và hối hận nha. Hi sư phụ, hi sư huynh, dì Trang, Phan gì đây nè ha. Thi Linh Đăng, Thanh Hiệu Vi, Rồng Già, Trinh Trang, Loan Phạm, chị Yêu. Chào chị ha, bữa nay được coi xem livestream ha, bản bảnh. Thì hôm nay á, đi hát, bận biểu đi hát rất là nhiều nha quý vị ơi. Rất là bận đi hát cho nên đó là không có lên trên đây có một cái buổi livestream nào gặp quý vị hết. Đi tỉnh về, rồi đi Kiên Giang nè, rồi đi Tây Ninh nè, rồi đi Trà Vinh nè, coi như nói tóm lại là hầu như là cứ ăn rồi dọc đường rồi ngủ trên xe vậy không á, chứ không có. Hôm nay Kim Thế Long có một cái lô hàng mới về á, nhưng mà hôm ngày là bận quá không có lấy hàng về cho tất cả bà con cô bác nha. Bận quá rồi cho nên không có giao hàng được. Anh Michael Trực á thì phải lái xe, còn Kim Tiểu Long thì phải hát, còn Kim Tiểu Linh á thì ngủ. Kim Tiểu Linh là chuyên môn là lên xe là ngủ, chỉ có như vậy thôi ha. Bởi vì Kim Tiểu Linh nó đi theo Kim Tiểu Long có đặc biệt bấm đĩa cho hát thôi mà tới đó vô tới âm thanh mà cũng ngủ gật như vậy đó. Cái này là mấy bữa nay Kim Tiểu Long xài rồi. Cái này là kem dưỡng trắng da tái tạo lợi da mà rất là tốt cho quý vị ơi. Xác nhận là một cái điều là tốt, quá tốt rồi. Cho nên Kim Tiểu Long mới nói là cho quý vị nghe là trong vòng 2-3 ngày cái da mặt của mình mịn trắng rõ ràng. Mấy bữa Kim Tiểu Long đen sậm lắm đó. Còn cái kem mà trị mụn tạo nám á, rất là hay. Ai mà nám mặt, ai mà bị tàn nhang á, trong vòng 3 ngày, 4 ngày thôi, cứ xài cái hộp này đi. Xài cái hộp này đi rồi sẽ thấy ha. Mình đen quá, mình xài trắng. Đây nè, cái này là nám tàn nhang nè. Đen quá, xài lại trắng nè. Cứ thứ nhất là cái tàn nhang mất luôn. Đây nè, là chị Tư, là đây em chỉ ra. Đây nè, chị đây là chị thứ tư của Long nha. Bà chị Tư mà bà chỉ là coi như là rất là khó tánh. Vậy hôm trước là đem kem về chỉ nói là chỉ không có dám xài, nhưng mà hôm nay xài xong rồi tự nhiên đó, có phải là cái mặt nám dễ sợ mà mê chưa? Chị xài hôm nay nè. Xài hôm nay đó, cái mặt chị Tư rất là nám. Là tại vì chị Tư đứng trong bếp cứ nấu ăn cho Kim Tiểu Long, nấu ăn cho đó gia đình không nè. Đó, dài dài đây nữa. Đó, quý vị, nếu mà ai mà có nám á, đó chị xài trong vòng chưa đựng từng lễ đúng không? Chưa. Ai mà có nám thì muốn đẹp thì mất cái những cái vết nám là quý vị ủng hộ cho Kim Tiểu Long cái hơn những cái hộp này nha. Ở đây nó có 3 hộp là tái tạo da để cho mình trắng mịn da, ai đen trắng mịn da thì cái hộp màu đen này. Còn cái này là kem mụn, ai bị mụn nhiều, mặt mụn nhiều quá thì sẽ là sẽ hết mụn nha quý vị nha. Nhưng mà sáng mình xác nhận một cái điều là Kim Tiểu Long xài mấy bữa cô Linh á
cho Kim Tiểu Long đi hát về á, Long xài cái tái tạo da này nè, nó mình ngủ vậy á, cái da mặt của mình trắng giờ sáng thấy rõ luôn, rất là mịn màng, rất là mịn luôn, rất là tốt cho cái da mặt của mình. Còn cái chống nám này nè, cực kỳ hay nha quý vị nha. Ai mà bị nám hơi mặt mà tàn nhang hay bất cứ một cái gì mà không có hết á thì cứ xài cái này, nếu mà bảo đảm mà không hết á đem trả lại cho Kim Tiểu Long. Chẳng những trả, Kim Tiểu Long còn bù cho quý vị nữa, yên tâm cái chuyện đó nha. Xài không được, không hết nám, đem trả lại tôi còn bù cho. Đó là sự thật đó. Coi như là cái này thím ba vào mua tôm á, ở Vũng Liêm á, xài được rồi giờ đặt nữa đó. Cái mặt của chị Tư nè, chị Tư của Kim Tiểu Long nè, bữa nám thấy ghê lắm. Còn hai bên gò má này. Gia đình của Kim Tiểu Long á là từ trên xuống dưới, hiện tại bây giờ là chị Tư nè, Út nè, mấy đứa cháu nè, cô Linh, tất cả tới nỗi mà mai cầu trực luôn cũng xài hết những cái này hết. Nói tóm lại là mặt mai cầu trực bữa nay hết mụn là do đâu, mai cầu trực lú vô coi. Đó, mấy bữa là mụn mà mụn thấy ghê luôn, hiểu không? Mà bây giờ là coi như là mụn thấy ớn, ủa quên, nó đẹp lắm. Đó là như vậy đó. Nó thức đêm đó, nó chào chị Tư. À, chị ủng hộ em. Chị ủng hộ em. Chị bà chị nuôi của tôi ở ngoài Hà Nội rất là dễ thương, một bà chị rất là đẹp gái. Mà đẹp gái chẳng những xinh nữa, thứ nhất là lái trên chiếc xe hơi mà vừa đi tiệc cưới gì, trời ơi xinh mà xinh, xinh mà thấy không thể nào mà tưởng tượng một người chị của tôi đẹp như vậy đó. Chào tất cả mọi người nha. Còn cái này là kem mình ủ trắng thân người nè. Cái hàng đó, lô hàng mới về nè, cái này là ủ trắng nha. Khách hàng bữa nay gọi cho nên hôm nay nghỉ được ngày cho nên phải giao hàng cho khách hàng. Ở nhà Michael trực phải giao hàng cho khách hàng rồi. Cho nên là mới đi lấy hàng về ủ trong vòng toàn thân body, tay chân mình. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì quý vị có một cái sở hữu, một cái làn da thật là cực kỳ. Giống như là em bé mà đang sổ sữa vậy đó. Khi mà mình ủ cái này xong á, mình ủ cái này xong á là mình tắm rửa xong á, mình xức cái tái tạo da vô toàn thân cho mình xức cái hộp này rất là thơm mà rất là trắng mịn, mà tất cả những các em nè, Lan Lại Phạm ở trong đây cũng xài rồi nè, cho nên các em đặt hàng rất là nhiều, mà các em mua hàng rất là nhiều cho Kim Tiểu Long đó. Các bạn ơi, các bạn nếu mà có nhu cầu các bạn xài á thì các bạn nói với Rồng Nhỏ nha. Thứ nhất á là cái mấy bữa mà Rồng Nhỏ đi hát về rồi quay phim trời nắng nè, đúng không, da của Rồng Nhỏ rất là sậm và rất là xấu, cho nên mà hôm nay nè được rồi nè ha, nhưng mà rất là ok cho cái làn da, cái da mặt của mình. Con người mà mình cần phải có một cái gương mặt của mình là chính, đi ra ngoài đời thì nhìn thứ nhất là nhìn nhức dáng là nhì da nè, thấy không đó, sau đó là nhìn tánh tình của mình nữa đó. Cho nên nếu mà tánh tình mình dễ thương, mà tánh tình mình thấy cưng là mình đẹp lên liền hả. Nó tóm lại mà nhưng mà phải xài cái kem này nữa mới đẹp nha, nó là như vậy đó. Một cái hũ này là 420 ngàn, 425 ngàn, 425 hết hả, 425 nha quý vị nha. Là tất cả trong vòng có 3 hũ, mà một hũ là xài là dưỡng trắng da tái tạo da, là cái hũ màu đen này 425 ngàn. Rất cực kỳ là Long đang xài cái này nè. Rồi lúc trước á Long xài những cái mỹ phẩm của nước ngoài không à, mà thật ra mỹ phẩm nước ngoài Long không có cảm giác là Long cảm thấy là mình có hiệu quả gì hết trơn, mà cái này rất là hiệu quả. Đây là cái thảo dược, tất cả là thảo dược mà nhân liệu của Nhật và Thái Lan. Tất cả những người thợ làm đều là thợ nước ngoài của các công ty hết. Rồi còn cái này là nám tàn nhang đó, cái nám tàn nhang này phải không nè, cái hộp nám tàn nhang quý vị thấy là rất là thơm. Đó, cái hũ đó chị xài đó. Chị Tư là đang xài cái hũ này là chống nám tàn nhang nè. Đó, mặt chị Tư rất là hôm nay rất là đẹp, mà bả rất là khó tánh, hồi xưa tới giờ dụ bả xài kem xài đồ bả rất là khó tánh, bả nạt mình giống như là mình hại chỉ bà con biết không, nhưng không ngờ đó giờ thấy không, chỉ phải bỏ tiền ra mua, là tại vì cho hoài á thì lỗ vốn, cho nên thôi ai làm người nhà thì cũng phải ủng hộ ha, chứ không cho nữa ha. Cái kiện hàng vừa rồi tôi lỗ vốn nhiều dữ lắm, như là thân nhân của tôi xài không nha. Còn cái này là kem trị mụn nè, đây 25 gram hũ to. Cái này là kem trị mụn nè, sức vô và quý vị biết không, nó rất là hít vô, nó mịn vô cái mặt của mình lắm.
Cái này là kem trị mụn, ai có mụn thì xài cái lọ màu xanh này rất là đẹp. Còn cái này là nám, chống nám đó. Tại vì kim tiểu long xài ok, tại hàng nước ngoài thật ra mà nói kim tiểu long xài không thấy work cho bản thân của mình. Cái gì lấy cho chị ba hũ. Chị yêu ơi, chị lấy ba hũ mà ba hũ rằng sao, ba hũ gì, ủ trắng hay là ở ngoài này chừng nào ở ngoài có nghĩa là cái mặt của mình bị nám đó, thì chị sẽ lấy, chị xài cái này. Nếu mình bị nám xài cái này. Còn nếu mà tái tạo da thì cái da mình bình thường mình đen thôi, mình không nám, mình không bị mụn thì mình xài cái này, mình xài cái màu đen này. Rất cực kỳ hay nha. Em á thì mấy bữa là em xài cái này nè. Không phải là nám tàn nhang, em xài là tái tạo da nè. Cô Linh cũng xài nhưng mà em xài ké. Cho nên em không có muốn khui cái hộp mới. Đó, cho nên đó là rất là, chị không biết là lát để em làm việc với chị là không biết chị xài cái loại nào thì em sẽ gửi ra ngoài cho chị yêu. Thấy không? Nói tóm lại cái người khó tánh mà xài vẫn thích. Còn những nhiều khi cái hàng mà nước ngoài xài kim tiểu long không có, có thích hợp với cái da của mình. Không có thích hợp đâu. Xài ai nói tốt tốt chứ kim tiểu long đặt vô cái da của mình không thấy cái hiệu quả liền nè. Mấy nay cái da của kim tiểu long nè xài có 3 ngày thôi đó. Mà nó sáng đã rõ ràng, mà nó rất là cực kỳ, khi mà mình sức lên á là nó hít vô trong cái da của mình là tự nhiên cái mình không có khó chịu chút nào hết, mà rất là mịn màng với cái làn da của mình nha. Cái bộ này nhắc lại cho quý vị nhớ là hai bộ này nè, mỗi hôm mỗi nè. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái nói chung đi chung một bộ, là mỗi một bộ là một hũ. Một hũ này với một hũ này là một bộ đó. Một hũ này với hũ này bộ. Cái này là ủ trắng toàn thân. Cái này xong ủ trắng xong 30 phút mình rửa sạch sẽ trắng lên rồi mình xức cái kem dưỡng da tái tạo da này lên, trắng mịn luôn, một cái làn da mà đi ra đường người ta không biết luôn đó. Long ơi, ủng hộ cho em, ở đâu gửi cho chị. Chị Hiền Mỹ Nguyễn, Hiền My Nguyễn nè. Chị ở đâu chị ơi? Chị ở đâu thì chị để lại số điện thoại. Chị để lại số điện thoại. Còn cái cực kỳ này nè, cái hộp màu đen này nè quý vị ơi. Tái tạo da lợi á, cái này là cô Linh đang xài. Lão quá rồi. Ừ, chống lão quá nè cô Linh nè. Cô Linh lại đây đi, cái da mặt cô Linh mấy bữa cái mặt da mặt cô Linh nó không có được đẹp đâu ha. Mà cô Linh bị già, gọi là già, giống như là gọi già háp đó. Lão quá đó. Lão quá, quá nặng đó. Cô Linh xài cái hộp màu đen này, xác nhận là kim tiểu long xài ké của cô Linh là cái hộp màu đen này nè. Cực kỳ nó tốt mà nó mịn cái da. Sáng mình ngủ dậy mình rửa cái da mặt của mình, nó mịn mà nó mịn một cách không tưởng tượng được á. Mà thích liền á ha. Nó là như vậy. Mà nó rất là thơm. Nó rất là thơm. Trong có 3 hộp. Tất cả đều là có 3 hộp nè. Một hộp trị mụn, một hộp tái tạo da và một hộp chống nám đó, ba hộp như vậy đó. Một đứa em gái ở Phú Lâm cũng mới đặt hàng. Cô Linh bao nhiêu tuổi rồi hả? Cô Linh đâu có nhiêu tuổi? 59-60 rồi. Cô Linh 59-60 tuổi rồi nghe cưng nha. Nhưng mà hôm nay xài cái kem này cô Linh giống như là 18 tuổi vậy ha. Nói tóm lại là như vậy. Da mặt còn đẹp hơn. Chị ở ở đâu ở Mỹ hả chị ơi, ở tiểu bang nào? Ở Mỹ thì tính sao, nếu có người nhà thì kim tiểu long mới gửi qua được, chứ còn gửi đường bưu điện thì kim tiểu long không có gửi qua được. Nhưng mà xác nhận một điều, cái kem dán xài rất là tốt, rất là mịn với cái da. Cái thứ nhất là trị mụn, cái thứ hai là chống nám, cái thứ ba là tái tạo da lợi. Nó là như vậy. Mà kem ủ toàn thân thì rất là bảo đảm với quý vị. Nếu mà quý vị xài mà quý vị không trắng, mà không mịn, hoặc là không hết mụn, hay là không không hết nám á, quý vị đem lại đây trả kim tiểu long đền tiền lại cho quý vị và bù cho quý vị luôn á. Dám cam đoan với quý vị luôn nè. Nè nay nha, mặt của tôi nè, tôi đi hát về nè, long thức đêm nè, thấy không? Long rất là xấu xí, nhưng mà nhờ cái này mà long xài, mà long xài có 3 lần đó. Thật ra mà bữa xài với Kiên Giang là đầu tiên đó nha, là chưa có xài nha, nhưng mà hôm nay xài thấy tốt quá lên la cho quý vị, la làng trên đây cho quý vị, thấy không? Chị Tư rất là nay rất là đẹp gái nè. Xin chào mọi người, chào Ngọc Hạnh. Cô Ngọc Hạnh không biết trắng chưa, không lấy kem xài, không lấy kem ủ ha, trắng cho lên sân khấu cho đẹp.
Mấy bữa con mấy cô gái kia xài xong lên sân khấu, trời ơi trắng mà gì mà trắng giống như là có hào quang, vô thịt vô dùi vậy đó. Nông nhốt hả? Anh trai khỏe không? Cảm ơn Nhật Kim Anh. À, một cô em gái ca sĩ đẹp gái dễ thương, mấy bữa nay cũng có theo dõi về em rất là nhiều. À, thấy hai mẹ con dễ thương quá, I love you hai mẹ con nha, thấy cưng quá à, thằng con trai thấy cưng cho anh hôn cháu cái nha. Anh khỏe, anh về 1 tháng rồi. Rảnh hôm nay lên trên mạng la lối rồi vậy thôi, làm ăn được chút xíu kiếm thêm cũng nuôi con nuôi cái, cũng giống như cưng vậy đó. Bán gì đây nè, nghệ mật ong nè, rồi yến nè, đây nè, nếu mà yến là đụng với yến Kim Tiểu Long luôn nè, nhân Nhật Kim Anh nha, nha cưng nha. À, thấy Nhật Kim Anh cũng bán yến rồi dữ tợn lắm, Kim Tiểu Long cũng vừa bán kem tắm dưỡng da, bán yến luôn này. Yến là yến nuôi thiên nhiên nha quý vị nha, Kiên Giang Phú Quốc nha nha. Nhưng mà Kim Tiểu Long nói thật là một điều, một cái lô hàng Kim Tiểu Long lấy gần 10 kg mà bây giờ Kim Tiểu Long còn có 7 hộp thôi à. 7 hộp yến, 1 hộp 4 triệu, 1 hộp 4 triệu rưỡi, còn 5 triệu hay là quy hồng huyết yến 10 triệu thì đã hết rồi, không còn nữa, chưa có lấy hàng. Có những bà con á muốn ăn yến mà ăn, muốn ăn cái dạng mà yến mà còn lông mà chưa có lặt á, cho nên Kim Tiểu Long kêu Kim Tiểu Long lấy yến còn lông chưa có lặt á, thì Kim Tiểu Long cũng sẽ lấy cho bà con, nhưng mà bà con phải chờ nha. Ai vô cũng nhiều ha. Chị My Nguyễn người nhà, chị cứ cho số điện thoại chị My ơi, chị Hiền My Nguyễn, chị cho số điện thoại của người nhà ở đâu, tỉnh, ở thành phố hay bất cứ ở đâu cũng vậy, mà Kim Tiểu Long quên thông báo với tất cả mọi người nha. Nếu mà ở tỉnh hay là ở Sài Gòn thì cứ cho địa chỉ là cứ ship gửi đường bưu điện đi tới, còn ở Sài Gòn thì nhân viên sẽ đi tới nhà giao tận nơi rồi lấy tiền. Cái thứ hai á là ở Mỹ á hay là ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở Đài Loan mà đặt hàng những cái kem tắm trắng, ủ trắng toàn thân hay là tái tạo da hay là bất cứ một cái chị nám, chị mụn thì cho cứ để lại cái số điện thoại và cái địa chỉ, Kim Tiểu Long sẽ gửi tới người nhà rồi người nhà tự ship, mà hoặc là có người nhà nào đi xách tay qua bên Mỹ cho mọi người xài. Kim Tiểu Long nói là một lần nữa là rất là hiệu quả, tái tạo da rất là hiệu quả, mà chống nám rất là hiệu quả, mụn cũng rất là hiệu quả. Đây, sở dĩ như Kim Tiểu Long đi hát mấy bữa rất là xấu, thức đêm rất là xấu mà xài 3 ngày nè. Trong vòng có 3 ngày mà tái tạo da mà trắng da đó, cực kỳ, cho nên nó tốt tới độ mà mình thích á. Cho nên đó là Kim Tiểu Long thấy thích quá, hôm nay la làng cho quý vị để quý vị xài. Cái gì mình xài đẹp tốt thì mình la làng. Đó ha. Một lấy giùm chị một hộp nám, một hộp mụn, thì lát em coi lại. Ok, lấy cho chị một hộp nám, một hộp mụn, thôi hết tất cả có 3 hộp thôi, chị gom 3 hộp đi ha, tất cả 3 hộp á, lấy 3 hộp đi rồi. Em sẽ chị để lại số điện thoại của người nhà của mình ở trên đây cho em đi, rồi em sẽ hoặc là chị inbox vô Facebook cho em thì em sẽ gọi cho người nhà của chị. Hôm nay Michael Trực sẽ đi giao hàng rồi sẽ gửi cho mọi người luôn. 5 giờ Kim Tiểu Long có hẹn là đi thử áo dài để chuẩn bị quay chương trình xuân cho tất cả mọi người đang có chương trình ca nhạc Tết. Với cái thứ hai là phải đi thu những bài hát mới cho mình nữa, thấy không? Không biết cô Nhật Kim Anh của lòng tôi còn coi còn xem nữa không ta? Kim Anh thì trắng rồi phải không? Nhưng mà mặt có mụn không, qua đây chữa cho. Nhật Kim Anh thì quá đẹp rồi, phải không? Ca sĩ mà vừa nổi tiếng mà vừa đẹp nữa, thằng con trai thì quá dễ cưng đẹp trai luôn. Nói tiếp về mỹ phẩm được không anh? Cái gì vậy? Thôi bây giờ như vậy là Kim Tiểu Long đọc lại cái số điện thoại cho quý vị, là nếu quý vị nào mà tại vì cái lô hàng này hình như là Kim Tiểu Long lấy có khoảng nhiêu vậy? Có 10 bộ quý vị ơi, nói thật luôn nha, là tại vì gần Tết này nó hút hàng tới nước nổi đó, mà công ty không có hàng giao cho Kim Tiểu Long, cái người làm không kịp, tại vì hàng của người ta giao các đại lý các nơi khắp tỉnh rất là lớn,
Cho nên quý vị một là inbox Facebook của Kép Trương hay là Michael Trực, Michael Trực á. Rồi dưới số điện thoại là 0977072374. 0977072374. Thì bây giờ là Yến nè. Ăn ai cũng vậy, ăn giùm cho em cảm ơn. Bác con Yến về cho nó khạc ra cái này cho bà con ăn yên, cho bổ cái thân, hỏi ăn cho nó bổ, cho nó trẻ ra như bé bì. Còn có 7 hộp yến nữa thôi rồi bà con ơi. Da sư phụ đẹp quá, cảm ơn. Dạ sư phụ, trời ơi, cao vinh cao, nghe ca cương ấy, cao vinh cao cười khà 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 kìa. Em đọc lại số điện thoại đi em. Dạ số điện thoại là 0977072374. Gặp trực tiếp Kim Tiểu Long, anh Michael Trực. Anh Michael Trực đứng dậy cho người ta nhìn thấy mặt của mình, mới mốt người ta nhận diện, nữa giao hàng, ngoại giao rồi đó, thấy chưa? Michael Trực là quý vị biết là vừa rồi là mụn mà tới nỗi mà cái da mặt giống như con cóc vậy đó. Là ngồi mà đâu mà nó ăn một miếng gì mà nó nhức mà bụm cái mặt lại như vậy nè. Mà nhờ xài cái kem dưỡng mặt là dưỡng mụn này là cái Michael Trực hết nè, thấy không? Đó, chứ ngồi ăn cơm mà cắn lỡ con trái ớt thôi cũng khóc nè. Tại sao? Ớt nó cay lên tới mụn. Quý vị hiểu không? Cắn có một miếng ớt hiểm thôi mà nó cay lên mà tới nỗi mà nó cương lên trên mặt mà nó nhức quá, nó ôm cái mặt nó khóc quá đó, bà con nghĩ đi đó, thấy không, hay quá. Mụn mà ăn mà ớt mà nó xịt lên trên mặt luôn vậy nè. Vậy là ai mà ăn ớt nhiều thì phải xài kem này nha, không để anh chị cái mặt mình đừng có mụn, rất là hiệu quả. Trời ơi, ai cái gì kêu trời vậy, ở trong máy của Michael Trực ai kêu trời gì tôi vậy. Cái chị Tư của tôi đó là chị Tư của Kim Tiểu Long, là người chị thứ tư. Chị rất là đẹp, hôm nay cái da của chị Tư phải nói em khen một điều, chị Tư đẹp thiệt. Ở đây cho em xem cái nữa rồi. Ôi sao đẹp quá vậy, hết nám luôn nè quý vị ơi. Không còn nám luôn mà. Ở đằng sau bếp cứ lo đồ ăn cho Kim Tiểu Long, cứ nấu ăn cho Kim Tiểu Long mà nám hết trơn luôn á. Nám thấy thương lắm. Chị ở quê nám sẵn luôn. Đó, bữa nay kìa, thấy không? Đó, bữa nay rồi còn đem về chẳng những là giới thiệu cho em dâu của mình nữa nè. Thím ba của chị Tư nữa nè, rồi bé ngoan, mọi người đâu ai dưới quê giờ họ cũng xài hết trơn á ha. Lấy Long Phạm lấy cho chị hộp nữa kìa. À, lấy cho chị một hộp yến 4 triệu em Út Rồng ơi. Dạ cảm ơn chị. Trời ơi chị dễ thương quá à. Ăn chưa hết. Đấy ha, một hộp, hai hộp là ba hộp. Ba hộp với ba hộp trà bông nữa. Là hết thảy là bao nhiêu đó, bây giờ ăn chưa hết mà bây giờ một hộp yến 4 triệu nó thấy cưng quá à. Ăn yến vô da mặt đẹp á, rồi sức kem nữa rồi. Chị Tư mặc đồ nổi dữ hả? Nè Lan Lài nè, em thấy không? Lấy kem hổm ngày Long đưa mà chị nám không chịu xài đó, chị Tư xài đó bảo khó ghê mà bữa nay cái mặt chị kìa, thấy không? Tự tin nè. À. Dung Phạm trắng da là hũ này nè em ơi. Đúng rồi. Trắng da là tái tạo da trắng da nè. Vì Long Phạm mà chị mình mà. Chị Dung Phạm trên máy. Dung Phạm hả? Chị xức kem nè. Để bây giờ nhắc lại nè, cái màu này là trắng da tái tạo là màu đen đây. Sẽ có để cái chữ nè, trắng da tái tạo. Ủa phải không? Đúng rồi. Trắng da tái tạo là màu đen. Còn cái này nám, cái một màu nha. Hồng này là nám trắng da luôn. Đó. Còn cái hộp này là trị mụn. Ok, tôi xác nhận, tôi xin hứa với quý vị nghe, tôi xài cái trắng da tái tạo có 3 ngày nha. Cô Linh cho Long xài có 3 ngày thôi nè nha. Nói thật luôn nha, không biết nói láo nha. Cổ dành cổ sức nhiều hả? Ừ, không biết nói láo nha, xài 3 ngày hình như hôm bữa ở Kiên Giang chỉ có 3 ngày dọn dẹn thôi, hôm nay không có xài nữa. Tối nay chắc cũng phải xài miếng để cho nó đẹp. Tại vì hôm nay mình cũng nói tóm lại là mình cũng già, mình cũng hơi xấu rồi, cho nên quý vị thấy Kim Tiểu Long cũng đã già rồi ha. Cảm ơn chị yêu dấu của em ủng hộ thêm một hộp yến 4 triệu nữa nha.
Rồi trời, cái này anh Michael chợt có việc làm đi gửi nữa, nhưng mà nhớ là trong một ngày hai ngày chị yêu chị phải ăn liên tục, thì chị ăn liên tục thì mình mới hồng hào, mình mới trẻ, mình đẹp, cộng thêm sức cái da chống nám rồi tái tạo nữa là nó sẽ trắng hồng ra, thấy không chị yêu nhé. Hời, dễ thương quá. Ăn ai cũng vậy, ăn giùm Yến em. Em cảm ơn bắt con Yến về, nó khạc ra cái nước miếng này để cho mỗi người ăn trẻ ra, trẻ ra như là em bé bì. Mà không hát nữa đâu, ở nhà kỳ lắm rồi đó. Phụng Nguyễn nè, Quyền Trân công chúa, trời cái tên gì mà Quyền Trân công chúa nghe. Dạ xin, em xin kính chào công chúa. Công chúa có xài mỹ phẩm của em không ạ? Nếu mà công chúa xài mỹ phẩm của em thì để cho công chúa đẹp. Cho công chúa đẹp như bà Tiên vậy, hiểu không? Là Quyền Trân công chúa nha. Nhắc lại số điện thoại mà quý vị liên lạc đặt hàng liền nha, có 10 bộ thôi nha. Cái sản phẩm kem ủ trắng với tái tạo da thì toàn thân chỉ có 10 bộ thôi. Cái giá của một bộ này á, là hai hũ nằm chung một bộ, đây hũ này với hũ này 530 ngàn. Mà ai mà mua hai bộ là 1.060.000 thì sẽ được tặng một bộ, hai bộ sẽ được thành ba bộ. Đó là ưu tiên cho quý vị, hàng này thích Tết nhiều, tại vì lấy hàng không có nhưng mà tôi vẫn tặng nha. Ok, ai làm gì chọc tức, ai mà làm gì vô Facebook tôi đỏ mặt, giận đỏ mặt dữ vậy. Thả tim không chịu thả mà tự nhiên thả cái gì mà đỏ mặt ở trong đó vậy. Kỳ vậy nha, phải không? Hồng Sương Long nè, Calvin Cao cười hoài vậy, Calvin Cao, đồ bự. Tất cả các loại này, đồ bự kia, tái tạo da hay là tàn nhang nám với chị mụn là đều 425.000 nha. 425.000, 425.000 nha quý vị nha. Nè, sức 3 lần nè. Trắng mặt nè, sáng mặt, xác nhận á, nó hai cái chỗ này là nó mỏng da ra, nó hồng hào đi. Mà cái nhân liệu tất cả là thảo dược từ Nhật Bản, từ Thái Lan, nhân viên của nước ngoài, công ty làm, tất cả là những người nhân viên rất là của nhân liệu của nước ngoài hết nha quý vị nha. Đó là như vậy, quý vị cứ an tâm. Nếu mà quý vị mà xài mà không hiệu quả hay là không hết mụn, hết tàn nhang, hết trắng là nếu mà quý vị không chịu cứ đem lại đây, sẵn sàng trả lời, sẵn sàng trả tiền lại cho quý vị luôn. Đó là sự thật, tại vì Lâm đã xài. Ok, mọi người để lại số điện thoại nha, rồi Lâm sẽ inbox hàng cho quý vị cho nội trong ngày hôm nay, rồi sẽ đi gửi Yến. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hình như là khách hàng đang gọi vô cho Long, cho nên thì Long không có nói chuyện được nhiều. Thôi bây giờ thì cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc tình nào rồi cũng có cười chứ không có khóc. Cuộc tình thì phải cười chứ không có khóc, hiểu không? Con đang làm ăn thầy ơi, Long ơi mang qua cho chị hộp Yến. Vài hộp kem dưỡng trắng đi. Ủa vậy hả? Vậy để em nói cô Năm cắt tiền mang qua cho chị nha. Cô Năm cắt tiền gần về rồi. Cô Qua Trần hả? 60 đô hà, 60 đô mà sức sướng luôn. Chỉ cần 60 đô thôi là sức sướng luôn. Để em hỏi coi cô cắt tiền về á, cô cắt tiền sẽ xách về cho chị, nhưng mà bằng cách nào thì từ San Jose sẽ chuyển qua cho bên Atlanta cho chị. Chị Kim Long ơi mang về cho chị một hộp kem dưỡng trắng. Kem dưỡng trắng mặt hay là kem dưỡng trắng toàn thân vậy? Trắng mặt rất là đẹp nha. Một hộp đó thì ok, cắt tiền sẽ mua cho chị ấy cho chị. Chị cần xài hộp kem dưỡng trắng nhé Long. Nhưng mà mặt hay là thân người? Vài hộp lần sau, chị nói vài hộp lần sau. Cần cái sức mặt hay là sức người? Vậy dữ. Vậy mặt, da mặt. Da mặt hả? Trắng mặt thôi phải không chị? Trắng mặt đúng không? Mặt ok rồi chị Kim. Thôi bây giờ nè, trong đây nè có 3 hộp thôi. Một hộp á là dưỡng trắng tái tạo da, là cái hộp này là em đang xài có 3 ngày thôi nha.
là mình cái mặt mình không phải là có mụn mà cũng không phải là tàn nhang hay nám, chỉ cần mình muốn trắng là dưỡng tái tạo da là cái này, còn cái này á là mụn hả. Cho nên rồi thôi bây giờ cảm ơn tất cả người chị, cảm ơn tất cả những người anh, cảm ơn tất cả những người thanh niên mà bây giờ tắm trắng dữ lắm à. Thanh niên tắm trắng không đó chứ không phải giỡn đâu đó nha. Phụ nữ tắm trắng ít nhưng mà Kim Tiểu Long bán hàng hiện tại là thanh niên mình tắm trắng mới là nhiều. Cái đặc biệt là bây giờ là thanh niên tắm trắng rất là nhiều. Ngộ quá ha. Thời đại. Hình như có phải không quý vị? Hình như là thời đại cho nên thanh niên tắm trắng. Thôi. Chào 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 nha. Thì các bạn, mọi người xe dùm khách vô còn rất là đông. Cô Linh điện cho thầy Minh Kiến nói là con đang làm ăn điện vô không? Thầy muốn tắm trắng thì con tắm trắng cho thầy sao? Thấy không? Rồi bây giờ ai muốn đặt kem chống mụn, đặt kem trị nám, tái tạo da cho trắng lợi này kia nọ, hoặc là kem ủ toàn thân, Kim Long nhắc lại cái giá là một bộ là hai hũ này, một hũ màu hồng và một hũ màu tím là 530 ngàn, mà quý vị mua hai bộ thì sẽ tặng một bộ, hai bộ thì 1.060.000 sẽ tặng một bộ đó thành ba bộ. Rồi trong vòng có 10 bộ thôi hết hàng rồi. Bao nhiêu tổng cộng bao nhiêu tiền nếu chị lấy ba hộp, một hộp đó thì 425 ngàn, 3 4 12, 1.200.000 1.300.000 đó. Khoảng có 1.300.000, không có tới 100 đô nữa chị Kim ơi. Thôi thì chị gửi về 100 đô luôn cho chẳng cho em đi ha. Coi như là tiền nước ngoài nó gửi 100 đô đi ha. Thầy ơi, con đang làm ăn livestream, thầy điện vô mất livestream, lát con điện lại cho thầy, thầy muốn tắm trắng thì lên đây con tắm cho thầy nha thầy nha. Con đang livestream bán đồng giá nha bạn. Thầy điện vô bị mất cho nên là không được. 425 ngàn. Ừ. Mụn, tàn nhang hay nám gì cũng là 425 ngàn nha. Có rồi, gì ai bốc vô tin nhắn cho message cho mình hoặc là gửi số điện thoại, số điện thoại có ghi trên đó. Rồi ok, rồi chào đồng ý 100 đô kìa, bả hộp kìa. Tươi xanh, cảm ơn chị yêu ở Atlanta nhiều. Trời ơi, tươi quá, chịu chơi quá ha ha, quý thiệt ha ha ha. Dễ thương quá. Thả tim luôn nè, thấy không? Ai mà cho tôi 100 đô là coi như là bán hàng, mà ba hộp 100 đô là tôi thả tim rồi. Thấy cưng quá à, thấy không? Mua về đi, ok, lấy về mà mấy chị ở bên đó mà ai xài được em gửi về cho xài tiếp. Chiều nay em đi gặp cô Năm Cát Tuyền. Ngày 6 Tây cô Năm Cát Tuyền đi về lại Mỹ rồi, có gì chị liên lạc với Năm Cát Tuyền, Năm Cát Tuyền sẽ ship gửi lại cái đem về tới Mỹ gửi qua cho chị xài liền cho em nha. Nè, đẹp lắm luôn nè, thấy không? Luôn cả cái quần thâm mắt của mình á, ngay chỗ này nè, Kim Long cũng tan đi hết nè, vượt tái tạo da đó. Chúc Mỹ thành công, cảm ơn trở về các bụi. Thôi nha, bây giờ cảm ơn chị yêu của em ở ngoài Hà Nội. Trở về các chị, bụi mua đi. Chị em mình sẽ tháng 3 nếu mà có hát ở ngoài Hà Nội, giờ trừ cái tuần cải lương sự án thi giao thì chị em mình sẽ đi gặp nhau, đi cà phê và đi ăn uống một bữa với tất cả các bạn ở ngoài nữa, kết hợp với tất cả các bạn ở ngoài, các em của Kim Tiểu Long ở ngoài nữa, đi ăn một bữa linh đình. Ok, Yến thì còn có 7 hộp nữa thôi, một hộp 4 triệu, một hộp 4 triệu rưỡi. Bà con nào có thương thì ủng hộ cho hết cho rồi đi, để Kim Tiểu Long còn bị bán, cũng còn bị ế 4 hộp, 7 hộp buồn lắm biết không. Em buồn á, em buồn dữ lắm luôn á, ăn ai cũng vậy, ăn giùm em cám à. À, xấu quá à. Nghe ăn nè. Ok. Rồi, coi như là rồi xem lại số điện thoại nha. 0977072374. Quý vị liên lạc nha, 0977072374. Tạm biệt tất cả mọi người. I love you tất cả mọi người. Tôi rất yêu tất cả mọi người. Mọi người có yêu tôi không? Nếu yêu thì thả tim một lần nữa. Mọi người ai yêu tôi thì thả tim. Ồ trời ơi, không là các bụi yêu nhiều quá, thả quá trời luôn kìa. Yêu không ra cũng bụi mà học yến đi.
Nè tôi thả lại cho nè.